mừng Xuân Mậu Tuất 2018, Ban chỉ đạo các ngày lễ lớn tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình văn nghệ đặc biệt mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018 và kỷ niệm 50 năm tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Chương trình quy tụ nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng tham gia biểu diễn: danh ca Ngọc Sơn, nghệ sĩ ưu tú Quế Trân, nghệ sĩ ưu tú Hồ Quốc, ca sĩ Phương Thanh, ca sĩ Ngọc Ánh, ca sĩ Lê Minh Trung, ca sĩ Đông Đào, ca sĩ Quang Hà, ca sĩ Châu Gia Kiệt, ca sĩ Nguyên Trang, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, ca sĩ Châu Khải Phong, ca sĩ Tùng Anh, ca sĩ diễn viên Thanh Thức, ca sĩ diễn viên Thanh Trúc, đạo diễn Ngọc Duyên, MC Quốc Bình, ca sĩ Ngọc Tùng, cùng các thí sinh bước ra từ solo cùng Bolero 2017, Thi Bảo, Nguyên Trung, Mạnh Nguyên, Hoài Long. Ngoài ra, chương trình còn có màn bắn pháo hoa nghệ thuật phục vụ quý khán giả trong thời khắc giao thừa đón năm mới. Chương trình văn nghệ đặc biệt mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018 sẽ diễn ra tại quảng trường thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long và được truyền hình trực tiếp vào lúc 20 giờ thứ năm ngày 15 tháng 2 năm 2018 nhằm đêm 30 Tết trên kênh truyền hình Vĩnh Long. Mời quý khán giả và bà con đón xem.